Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ làm xe điện 4 bánh rất là đẹp. Sử dụng phanh đĩa sau, chiều rộng của cây cầu là 87cm chưa tính bánh. Khi lắp bánh vào thì nó tương đương với độ khoảng 97-98cm phủ bì. Cái xe này thì có thể làm cái xe dài một mà rộng 1m là rất đẹp. Và với cặp bánh này là cặp bánh 145/70-6, đường kính 30cm, bản rộng là 14cm. Bánh này mình đã giới thiệu rồi, các bạn có thể thay thế bằng dòng bánh to hơn, tùy thích. Chiều dài cây cầu có thể ngắn hơn một chút nếu như các bạn có yêu cầu. Đằng trước là hệ thống cầu treo dạng chữ A, không phanh. Động cơ điện có tay đảo chiều, chân ga điều khiển, chân phanh dầu, vô lăng. Một số cái phụ kiện lặt vặt kèm theo bên mình không có giới thiệu qua, nhưng đều đi kèm như là các cái con ốc. Với những cái dòng xe nhỏ thực tế có thể sử dụng giảm xóc trước. Còn cầu sau thì ta có thể sử dụng dạng như kiểu là càng xe máy cũng được. Làm cái gắp độc lập và giảm xóc, ta sẽ sử dụng 4 cái giảm xóc đều rất là được. Bây giờ mời các bạn xem chi tiết từng phụ tùng một.